Thưa quý vị, chúng tôi đang ngồi trong cái vườn cây, cái khu cây bonsai của cái vườn trại cây JRN. Thưa quý vị, khi mà hỏi đến cái bí quyết làm thế nào để chúng ta bắt đầu chọn một cái cây rồi trồng nó và giữ nó được lâu dài, có hoa có quả, thì chị Thúy đã cho biết như sau, theo cái kinh nghiệm nhà nghề của chị. Vâng, thưa chị, cho khán thính giả biết ạ. Thì ở đây á thì tôi cũng làm mấy năm nay rồi, thì thấy cái thời gian mà quý vị đi mua cây á, nhiều khi nó không phải là nó đúng theo cái mùa của nó để mình trồng, hoặc là mùa nào mình cần làm những cái thứ gì, thì quý vị nhiều khi là do cái khí hậu thời tiết nữa đó, hoặc là cái khi mà mình thích hay là mình rảnh mình đi mua. Nhưng mà đúng ra đó, cái đó là cũng thông cảm quý vị, tại vì bên này nhiều khi cái thời gian nó cũng bó buộc cho mình. Nhưng mà đúng ra nếu mà mình mua đúng cái thời vụ của nó, đúng cái lúc của nó, và mình đúng cái thời gian nào để cái cây nó phát triển đúng, thì mình sẽ giữ được cái cây nó tốt hơn, và mình trồng đúng thì cây nó sẽ cho mình cái kết quả như mình mong muốn. Chứ chẳng hạn như là thường thường có những loại cây, chẳng hạn như cây quả đông mình, thì nó chịu ấm và nó cần thời gian để nó phát triển, thì mình nên mua vào khoảng vào đầu mùa xuân là tốt nhất. Nhưng mà đôi khi là quý vị hoặc là những cái cây chẳng hạn như là cây hồng giòn, táo tàu lê đó, thì mình mua vào mùa xuân cũng được, nhưng mà nó không có tốt bằng nếu mà mình mua vào mùa thu. À vâng, tức là quả chín tháng 11. Vâng, tại vì những cái cây đó nó là những cái loại cây mà gọi là ôn đới. Nó rất là chịu lạnh. Thì nó phải cần bao nhiêu độ, bao nhiêu giờ ngồi lạnh thì cái cây nó sẽ cho trái mình. Tới nhiều khi quý vị cứ hỏi là tại sao cây năm nay không có trái. Mà tại vì có những năm những cái cây hồng giòn, những cây lê đó là nó cần phải giờ lạnh rất là nhiều. Tức là nó cần phải bao nhiêu 400 giờ hay 500 giờ khí hậu á. Lạnh thì nó mới có trái. Mà quý vị nhiều khi không có hiểu cái về vấn đề đó. Đợi đến mùa nắng mới đi mua. Vâng. Đúng ra đó là cho nên những cái cây đó nó sẽ rụng lá vào mùa thu. Mà khi nó rụng lá là cái cây nó ngủ, tức là nó ngủ suốt từ mùa đông luôn cho tới mùa xuân nó mới đầu bừng dậy. Thì khi như vậy á, thì khi mà mình nhiều khi mình không biết tới mùa xuân mình cứ đi mua hết một loạt cũng được, nhưng mà không tốt bằng nếu mình mua mùa thu. Ví dụ như cây hồng giòn hoặc là cây lê hoặc cây táo tàu, những cây mà nó rụng lá vào mùa đông đó, thì mình nên mua cái lúc đó mình đặt xuống thì nó ngủ, tức là mình có nhổ nó đi, mình làm cái gì nó cũng không có chết, nó không bị đứt rễ. Mình đặt nó xuống, nó để cho nó giữ chặt ngay đó. Khi bắt đầu mùa xuân là mình không có động đậy nó nữa, tại vì khi mà tháng 1 á mà quý vị đi mua, tháng 2, tháng 3 đó là khi thấy cái lá nó mọc ra, tức là cái rễ nó mọc. Mà rễ con nó mọc mà mình động đậy nó đó, thì cái cây nó, lỡ mình làm bể cái bầu hay là mình cầm cái cây lên nó nhấc lên á, thì nó sẽ chết cái cây. Nó mất sức. Dạ. Yeah. Thì cái cây nó sẽ yếu. Thì thay như vậy, mình mua vào khoảng mùa thu. Mình về mình đặt nó xuống, tuy là mình không thấy cái gì hết, nhưng mà mình bấm cái thân mình sẽ thấy nó màu xanh, tức là cây nó còn sống. Và mình đặt nó xuống để chờ đó, nằm êm đó, đất đai mình ủ cho nó ấm áp rồi nó chặt chẽ lại. Và khi mùa xuân là tự động nó bừng lên. Thì cây nó sẽ rất là mạnh. Nó sẽ rất mạnh và nó có trái đúng cái lúc mà mình mong vâng, muốn. Vâng. Đó là cái loại cây ôn đới, còn cái loại cây nhiệt đới thì phải trồng vào lúc nào? Cây nhiệt đới chẳng hạn như cây cây măng cầu, cây khế, cây cóc, cây nhãn, cây gì đó thì mình phải mua vào khoảng tháng 3, tháng 4. Vừa mới ấm xong, mình mua về liền, nhưng sao mình về đó, khi mùa xuân đó, nó ấm áp và nó mát mẻ, thì cây nó phát triển mạnh. Mình về mình phân bón, mình đúng cái chỗ mình để yên nó đấy. Thì khi nó nuôi khoảng chừng 8-9 tháng cho tới mùa đông thì nó đã vững cái gốc rồi. Thì khi đó mà nếu mà vào mùa lạnh á, thì nó đỡ hơn. Còn nếu mà mình mua vào khoảng tháng 6, tháng 7, tháng 8 thì nhiều khi mình mới đặt xuống nó chưa có đủ sức, nó chưa có mạnh mẽ thì nó đã vào mùa đông rồi. Cho nên cây nó sẽ bị chết. Thì tụi tôi cũng có ý là nếu mà quý vị trồng mà đúng như vậy thì cây mình nó cho kết quả tốt hơn. Yeah. Vâng, cảm ơn chị Thúy rất là nhiều. Trong vừa rồi chúng ta, cái chương trình chúng ta vừa rồi là về cái những thứ cây ăn trái. Thì những chương trình kế tiếp chúng tôi hy vọng là chị sẽ cho quý khán thính giả chúng ta nhìn thấy làm thế nào để mà có một cái vườn rau cải sau hè, giống như là bài hát rau đắng sau hè nha, phải không ạ? Dạ vâng, dạ. Thì chúng tôi chỉ có những cái hiểu biết, kiến thức sơ sơ. Thì nếu mà có thể giúp được quý vị một phần nào thì
Thì tôi cũng rất là vui, rất là sung sướng, vui vẻ. Đương nhiên là quý khán thính giả rất là cảm ơn những cái sự chia sẻ của chị. Thưa quý khán thính giả, làm vườn là một việc mệt nhọc hay là một thú vui? Điều đó còn tùy theo quan niệm của từng người một. Nhưng Phan Dị nghĩ rằng công việc của người làm vườn chẳng khác nào công việc của những người làm cha mẹ. Chúng ta bỏ hết thì giờ và tâm huyết cũng như công sức để chăm sóc cho những cây trái mà chúng ta trồng trong vườn. Còn việc cây trái đó có trái, có hoa và có được mùa hay không lại là một chuyện khác. Cũng như ông bà chúng ta vẫn thường nói, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Ở đây, người làm vườn đã có những kiến thức, nhưng mà liệu có gặt hái được trái quả hay không? Điều đó cũng còn tùy rất là nhiều yếu tố. Dù sao thì chúng ta được biết được nhiều chi tiết, học hỏi được nhiều kinh nghiệm, thì có lẽ kết quả vẫn là tốt hơn. Đó là ý nguyện của chương trình Vui Thú Đường Viên, Phan Dụy và VANTV muốn đem lại để cống hiến quý vị. VANTV 55.2 và Phan Dị xin kính chào tạm biệt quý vị tại vườn cây JRN và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Vui Thú Điền Viên kỳ tới.